Theo thông báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, vào trưa ngày 3 tháng 6, công suất tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày 2 tháng 6 lại tiếp tục lập đỉnh mới là 41.558 MW. Kỷ lục phụ tải của toàn hệ thống điện quốc gia được xác lập vào ngày 31 tháng 5 là 850,3 triệu kWh. Tuy nhiên, đến ngày 1 tháng 6, sản lượng tiêu thụ điện trên cả nước lại lập mức kỷ lục mới là 880,3 triệu kWh, tăng tới gần 25% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng hơn 15% so với trung bình tuần trước đợt nắng nóng. Trong mấy ngày qua, nắng nóng gay gắt làm một số tổ máy nhiệt điện ở miền Bắc, miền Trung bị suy giảm công suất, trong đó nguyên nhân cơ bản là do nhiệt độ nước làm mát bị tăng cao. Nắng nóng gay gắt, độ ẩm rất thấp, còn tăng nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến sự an toàn của các đường dây truyền tải điện. EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và cơ sở sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, nhất là từ 11:30 đến 15 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ.